quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Thưa quý vị, bất chấp sự lên án và phản đối gay gắt của dư luận quốc tế, ngày 11 tháng 10, binh sĩ Israel đã tiếp tục nổ súng tấn công vào căn cứ của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Liban. Đây là lần thứ hai liên tiếp chỉ trong vòng 24 giờ qua, Israel khai hỏa tấn công vào lực lượng này của Liên Hợp Quốc tại Liban, làm dấy lên những quan ngại sâu sắc trong dư luận quốc tế. Một nguồn tin của Liên Hợp Quốc cho biết, trong sáng ngày 11 tháng 10, binh sĩ Israel một lần nữa nổ súng vào một đài quan sát tại đại bản doanh của lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế, gọi tắt là UNIFIL, ở khu vực Nakora phía nam Liban, giáp biên giới với Israel. Vụ tấn công đã khiến hai binh sĩ của UNIFIL bị thương, song chưa rõ mức độ nguy hiểm. Nguồn tin cũng không đề cập đến loại vũ khí được sử dụng trong cuộc tấn công. Đây là lần thứ hai liên tiếp chỉ trong vòng 24 giờ, quân đội Israel tấn công vào căn cứ chính của UNIFIL ở phía nam Liban. Trước đó, ngày 10 tháng 10, lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Liban cho biết, hai nhân viên của họ đã bị thương sau vụ xe tăng Israel bắn và đâm vào một tháp canh trong đại bản doanh của UNIFIL. Đây là lần đầu tiên quân đội Israel bị cáo buộc khai hỏa vào lực lượng này kể từ khi Israel triển khai chiến dịch tấn công bộ binh vào Nam Liban trong đêm ngày 30 tháng 9. Nhiều quốc gia như Indonesia, Italia, Pháp, Canada đã lên tiếng chỉ trích và bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về vụ tấn công của Israel. Quân đội Israel hiện chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về vụ việc xảy ra trong sáng ngày 11 tháng 10. Trong khi đó, đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, ông Phó Thông, ngày 11 tháng 10 đã yêu cầu điều tra, buộc Israel phải chịu trách nhiệm và thực hiện các biện pháp để ngăn chặn các vụ việc tương tự xảy ra. Tuyên bố của ông Phó Thông được đưa ra tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc xem xét về tình hình giữa Liban và Israel. Ông Phó Thông tuyên bố, Trung Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc và lên án mạnh mẽ việc quân đội Israel tấn công vào các vị trí và tòa tháp của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Liban, UNIFIL, và làm bị thương các nhân viên của họ. Theo đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, bất kỳ cuộc tấn công có chủ ý nào nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình đều vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế và các nghị quyết của Hội đồng Bảo an, do vậy phải chấm dứt ngay lập tức. Ông cho biết, Trung Quốc yêu cầu điều tra, truy cứu trách nhiệm và thực hiện các biện pháp ngăn chặn các vụ việc tương tự xảy ra, đồng thời tái khẳng định việc các bên xung đột phải đảm bảo một cách hiệu quả an toàn cho tất cả các nhân viên và tài sản của Liên Hợp Quốc, bao gồm cả UNIFIL. Ông Phó Thông nhấn mạnh, việc đạt được lệnh ngừng bắn giữa Liban và Israel phải trở thành ưu tiên hàng đầu, đồng thời kêu gọi Israel từ bỏ việc sử dụng vũ lực, đưa ra những quyết định chính trị đúng đắn, chấm dứt xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Liban, cũng như chấm dứt các hành động mạo hiểm có thể kéo cả khu vực Trung Đông vào những thảm họa mới, có thể mở rộng cuộc xung đột ra toàn khu vực. Thưa quý vị, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vừa tuyên bố đã tìm thấy thi thể của chỉ huy lực lượng Quds Abbas Niforosan, nhân vật đã chết cùng với thủ lĩnh phong trào Hezbollah Hassan Nasrallah. Theo hãng tin AFP, ngày 11 tháng 10, Iran tuyên bố đã tìm thấy thi thể một vị tướng của nước này. Nhân vật đã bị tiêu diệt cùng với thủ lĩnh phong trào Hezbollah Hassan Nasrallah trong một cuộc không kích của Israel vào thủ đô Beirut của Liban hôm 27 tháng 9. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố, sau quá trình làm việc chăm chỉ và nỗ lực suốt ngày đêm, thi thể của liệt sĩ Abbas Niforosan đã được tìm thấy. Thời gian di chuyển thi thể liệt sĩ Niforosan về quê hương Hồi giáo và kế hoạch tang lễ cũng như chôn cất sẽ được công bố sau. Niforosan là chỉ huy cấp cao của lực lượng Quds, đơn vị hoạt động tại nước ngoài của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Lực lượng vũ trang nổi dậy Houthi ở Yemen vừa tuyên bố đã tấn công hai tàu hàng, trong đó có một tàu chở dầu của Mỹ ở Biển Đỏ và Ấn Độ Dương. Sputnik trích dẫn thông điệp đăng tải trên mạng xã hội X ngày 10 tháng 10 của phát ngôn viên Houthi Yahya Sari cho biết, lực lượng vũ trang Yemen đã tiến hành hai hoạt động quân sự, trong đó hoạt động đầu tiên là phóng 11 tên lửa đạn đạo và hai máy bay không người lái UAV vào tàu chở dầu Olympic Spirit của Mỹ ở Biển Đỏ, gây thiệt hại trực tiếp và nghiêm trọng cho con tàu. Theo người phát ngôn Houthi, trong vụ tấn công thứ hai, Houthi đã bắn hai tên lửa hành trình vào tàu chở hàng St. John ở Ấn Độ Dương vì công ty sở hữu tàu này vi phạm lệnh cấm nhập cảng ở các vùng đất của Palestine đang bị Israel chiếm đóng. Houthi, nhóm vũ trang đang kiểm soát phần lớn vùng duyên hải ven Biển Đỏ của Yemen, đã bày tỏ ủng hộ Palestine, đồng thời công khai ý định tập kích các tàu có liên hệ với Israel.
nhóm này cũng quả quyết không can thiệp vào quyền tự do hàng hải trong khu vực và không nhắm vào các tàu của quốc gia khác. Để tránh bị tấn công, một số công ty đã quyết định đình chỉ vận chuyển qua Biển Đỏ. Đầu năm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã công bố sứ mệnh đa quốc gia mang tên Chiến dịch bảo vệ sự thịnh vượng nhằm đối phó với các vụ tập kích của Houthi. Tờ Wall Street Journal ngày 10 tháng 10 trích dẫn lời một số quan chức Ả Rập tiết lộ, thông qua các kênh ngoại giao bí mật, Tehran cảnh báo sẽ tập kích Jordani, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, Ả Rập Xê Út và Qatar nếu lãnh thổ hoặc không phận của họ được sử dụng để tấn công vào Iran. Các nước đồng minh của Mỹ ở Vịnh Ba Tư và Trung Đông này sau đó đã thông báo với chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng họ không muốn cung cấp cơ sở hạ tầng quân sự hoặc không phận giúp Mỹ và Israel tiến hành bất kỳ động thái nào chống lại Tehran. Trong tuần trước, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Iran cũng khuyến cáo, trong trường hợp các nước ủng hộ Israel, bao gồm cả Mỹ, tham gia trực tiếp vào các hành động gây hấn của Tel Aviv chống lại Iran, các căn cứ và lợi ích của họ ở Trung Đông sẽ đồng thời phải đối mặt với một cuộc tấn công trả đũa mạnh mẽ. Giới chức Mỹ và Israel hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận trước các thông tin trên. Lực lượng phòng vệ Israel mới đây đã triển khai sư đoàn thứ tư đến miền nam Liban để mở rộng chiến dịch tấn công trên bộ chống nhóm vũ trang Hezbollah ở nước láng giềng. Báo Times of Israel trích dẫn tuyên bố của lực lượng phòng vệ Israel cho biết, sư đoàn dự bị 146 của họ đã bắt đầu các hoạt động trên bộ ở khu vực phía tây nam Liban. Sư đoàn dự bị này sẽ cùng 3 sư đoàn quân thường trực số 98, 36 và 91 của Israel tham gia vào các vụ tập kích có giới hạn, cục bộ và xác định mục tiêu nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng của Hezbollah ở khu vực biên giới nước láng giềng. Cũng theo lực lượng phòng vệ Israel, các hoạt động trên diễn ra dưới sự hỗ trợ của Lữ đoàn Bộ binh Dự bị Kameli, Lữ đoàn Thiết giáp Dự bị Nắm Đấm Sắt và Trung đoàn Pháo binh số 213. Động thái đã bổ sung thêm hàng ngàn quân vào chiến dịch tấn công trên bộ của lực lượng phòng vệ Israel. Với tổng số binh lính Israel được triển khai trên lãnh thổ Liban hiện lên tới hơn 15.000 người. Hãng thông tấn quốc gia Liban đưa tin, quân đội Israel đã tiếp tục tiến hành các cuộc không kích vào thủ đô Beirut và khắp miền đông và nam Liban trong sáng ngày 8 tháng 10. Trong một thông điệp mới đăng tải trên mạng xã hội X, phát ngôn viên Ả Rập của lực lượng phòng vệ Israel, Avichai Adraei một lần nữa khuyến nghị dân thường Liban ở phía nam đất nước nên di tản về phía bắc để tránh giao tranh và bảo toàn tính mạng. Chính phủ lâm thời Liban thống kê, ít nhất 1,3 triệu người, chiếm hơn 1/5 dân số nước này, đã phải rời bỏ nhà cửa vì việc đẩy mạnh chiến dịch oanh tạc của Israel.